Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 25 tháng 9, Hội khuyến học tỉnh Bến Tre tổ chức lễ trao tặng học bổng Hồ Hảo Hứng lần thứ 13 và xe đạp tình thương lần thứ 11. Đến dự có ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Hội khuyến học và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cùng đại diện các nhà tài trợ trong ngoài tỉnh. Năm học 2022-2023, Hội khuyến học tỉnh Bến Tre trao tặng học bổng Hồ Hảo Hứng lần thứ 13 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ nghèo cận nghèo, nỗ lực vươn lên học giỏi trong năm học 2021-2022. Trong đó có 232 em được nhận học bổng và 31 em được nhận xe đạp tình thương. Mỗi suất học bổng bậc trung học phổ thông 2.500.000 đồng, bậc trung học cơ sở 2.000.000 đồng và bậc tiểu học 1.500.000 đồng. Kinh phí trao học bổng do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bến Tre, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Bến Tre, Agribank quận 5 thành phố Hồ Chí Minh tài trợ và Hội tương tế Bến Tre tại Bình Dương trao tặng 31 xe đạp tình thương cho các em. Đây là những phần thưởng mà các đơn vị trong ngoài tỉnh tài trợ cho Hội khuyến học tỉnh nhằm hỗ trợ công tác giáo dục và đào tạo, khuyến khích các em học tập tốt. Được nhận học bổng của ông Hồ Hảo Hớn thì em rất là vui. Với lại em sẽ cố gắng, với năm học mới này em sẽ cố gắng để học, để xứng đáng để được nhận học bổng này. Dạ là em rất là vui vì may mắn là được trong những học sinh được nhận giải thưởng mang tên ông. Và em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng của nhà trường và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em. Năm học 2022-2023 là năm thứ 13 Hội khuyến học Bến Tre trao tặng học bổng Hồ Hảo Hứng và giải thưởng Trương Vĩnh Ký với tổng số tiền lên đến 29.502.000 đồng, trao tặng 291 chiếc xe đạp tình thương với tổng số tiền 463.500.000 đồng. Sự chung tay của cộng đồng đã đóng góp quan trọng vào việc chăm lo cho các em học sinh, những thế hệ tương lai của đất nước. Phải nói là người Bến Tre chúng ta trong và ngoài tỉnh có rất nhiều người giỏi xuất phát từ Bến Tre. Rất nhiều bạn đã đi du học, cũng là người Bến Tre chúng ta, được những học bổng rất danh giá, học tại các cái trường rất nổi tiếng trên thế giới. Thì các em ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, thì các em phải nuôi được cái hoài bão như thế. Làm sao mình học để mình vào được những cái trường tốt, những cái trường nổi tiếng, để mình có cái điều kiện sau này để cống hiến tốt hơn cho tỉnh Bến Tre chúng ta cũng như cho Việt Nam của chúng ta. Do đó thì cái giá trị học bổng nó nằm ở chỗ đó, là động viên khuyến khích tinh thần để làm sao cho các em có cái điều kiện học thật tốt để mình theo đuổi mục tiêu của mình. Dịp này, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Bến Tre đã trao bảng tượng trưng cho Hội khuyến học tỉnh với số tiền 4.622.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Bến Tre trao tặng 50.000 đồng. Agribank quận 5 thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 50.000 đồng tài trợ công tác giáo dục của tỉnh.